Vườn Lan Thanh Thủy rừng Lamodon xin chào mọi người. Vườn Lan Thanh Thủy chân thành cảm ơn quý khách hàng yêu lan trên cả nước trong những năm vừa qua và đến bây giờ vẫn luôn tin tưởng và ủng hộ Vườn Lan Thanh Thủy. Để cảm ơn đến những quý khách hàng thì nhà vườn luôn tận tâm trong những lần đóng hàng gửi đến quý vị. Cũng có đôi lần sơ suất của bên vận chuyển ảnh hưởng đến những cây lan gửi đi, nhưng cũng được quý khách hàng thông cảm vì khi những cây lan đến tay quý anh chị yêu lan thì thật sự mở gói hàng ra cũng thấy được sự cách đóng hàng cẩn thận của nhà vườn. Bán hàng cũng thể hiện cái tâm của người bán, cho dù có tốn thêm ít tiền và công sức thì nhà vườn cũng phải chu đáo để đến tay quý khách hàng cây không bị gãy hay dập nát hư hỏng ảnh hưởng đến thẩm mỹ của cây. Mỗi cây lan nhà vườn chăm sóc cũng cả một quá trình nên quý vị mua hàng thì nhà vườn cũng thật sự tỉ mỉ tận tâm. Nhà vườn cũng luôn chia sẻ giống lan rừng Bodon và những cây lan, những tác phẩm đẹp của nhà vườn thuần trưởng mấy năm qua với giá cả phải chăng thuần mua vừa bán đến với mọi người yêu lan trên cả nước. Để quay cho mọi người xem cái quá trình đóng lan để gửi đến quý vị khách hàng. Đây là cây lan hoàng nhàn đang ra hoa. Cây này cũng gọi là một tuyệt phẩm của nhà vườn. Từ thế cho tới hoa rất là đẹp. Thì nhà vườn phải đóng hàng hết sức tỉ mỉ để khi đến tay quý anh chị thì cây lan được đảm bảo không bị hư hỏng. Đối với cây này cũng không phải là lớn lắm, nó bỏ được vào trong cái thùng xốp. Thì nối hai cái thùng xốp lại với nhau xong rồi nhà vườn sẽ đóng lại. Đây là cũng đang mùa hoàng nhàn cho nên cây này đã hoa đang ra rất nhiều. Đây cũng nhờ mấy chú bộ đội vào thẩm cho cái cây lan này đây, nặng quá nhà vườn không vác được. Đây mấy anh em đang còn nghiên cứu. Cái đuôi chồn đấy, cái đó cái đuôi chồn đấy, hoa đẹp. Không, cái đó là cái đuôi chồn. Cái chú kia đang cầm xuống đó. Đó. Đấy, cây này hoa đẹp lắm. Cây này nhìn màu đẹp. Con thế này mà cái này nhỏ bán bướm này. Bướm. Qua bướm, lan bướm. Nhưng không phải bướm. Anh em chơi lan này biết cái lan bướm này. Riêng phụ nữ thì nếu mà không chơi lan thì cũng rất là tò mò đây. Đây, nhà vườn cũng đang đóng một cây lan hoàng nhàn khá là khủng. Đây, cây này thì rất là lớn. Cái thùng đóng cái nhà vườn phải hàn cái khung sắt này rộng 1 mét ấy, 1 mét vuông ấy. Cao 90 đến 1 mét, chiều rộng của cái cây này, cái thùng này 1 mét. Khá là cẩn thận để đến tay quý anh chị đã tin tưởng mua hàng ở vườn Lan Thanh Thủy thì nhà vườn cũng rất là tận tâm để kỹ lưỡng để đóng được cái những cái cây lan về với tay quý khách hàng, làm sao cây khi đến tay quý khách hàng cây không bị hư hỏng dập nát. Vì cái cây để được một tác phẩm đẹp thì cũng trải qua quá trình rất là lâu dài. Đây là những cái
quá trình nhà vườn hàn đây để làm cái khung sắt rồi chặt tre khá là công phu. Như vậy kênh video đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã nãy giờ đã theo dõi. Rất mong được sự ủng hộ của quý khách hàng. Xin chào và hẹn gặp lại.